ngày 10 tháng 12, công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 500 triệu đồng cho người thân của khách hàng. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, anh Hoàng Khắc Triều, tổ dân phố 2 xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, không may bị tử vong do bệnh hiểm nghèo. Trước đó, tháng 8 năm 2016, Chị Đinh Thị Hải là chủ hợp đồng mua bảo hiểm cho chồng là anh Hoàng Khắc Triều, sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh, thời gian 15 năm. Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính mệnh giá 500 triệu đồng với công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Việt Nam chi nhánh Điện Biên, mới nộp một kỳ phí ban đầu. Dựa vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký, Dai Chi đã tiến hành chi trả quyền lợi tử vong của sản phẩm bảo hiểm với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng cho người thân của anh Hoàng Khắc Triều. Bên cạnh đó, gia đình anh Triều sẽ được miễn nộp phí đối với hai hợp đồng khác mà gia đình đã tham gia. Tại buổi chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, đại diện của Daiichi Việt Nam đã gửi lời động viên chia sẻ với người thân và mong muốn gia đình vượt qua những nỗi đau buồn mất mát người thân. Cũng trong ngày hôm nay, chi nhánh bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam chi nhánh Điện Biên đã chi trả quyền lợi tai nạn gãy xương đứt dây chằng cho 8 khách hàng và 4 khách hàng hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe với tổng quyền lợi hơn 100 triệu đồng.